Hello tất cả mọi người nha, mình là Buseku đây. Hiện tại đây có phần bài của mình đang có, đó chính là năm kỳ quái nha. Và đang đi chung với Mordekaiser nè, Elise, Cinderella, Ash 1 sao, tướng đem chính á, là con Nila này, tướng 2 tiền 2 sao nha mọi người. Và từ đầu game mới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là cao luôn á. Khi mà đang được 100 máu luôn nha, với một cái chủ thắng 5 trận liên tục rồi và đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào cả. Tại vì cái firm bài của mình á, tính ra là từ đầu game mới tận bây giờ luôn anh em ơi, là chưa từng cần phải roll bất kỳ một cái lần nào cả, mà tướng á, nó tự ra không à. Và nhất là một cái firm bài 5 kỳ quái đầu game nha mọi người ơi, đép máu và thô rồi chứ, đúng là hết cái nước chấm luôn á. Tại vì 5 kỳ quái á, nó chịu hồ ra công ma phai, đúng là siêu châu luôn anh em ơi, siêu to khổng lồ luôn á. Và cái quan trọng nhất á, anh em 5 slot đúng không, nhưng mà chịu hồ được cái công ma phai này là 6 slot tướng rồi, mà nó còn mạnh nữa chứ, chịu gì nó anh em ơi. Và chắc chắn đó sẽ là một cái chủ thắng luôn rồi đó. Tại vì đầu game á, ngay từ Raw 2.1 là mình cũng đang có được một cái lối vàng rất là ngon nữa. Đó chính là kiên nhẫn học tập nha. Nếu như mọi người thắng trận á, được cộng thêm 2F. Nếu như mọi người thua trận á, được cộng thêm 3F nha. Có nghĩa là mọi người thắng hay là mọi người thua á, thì nó vẫn rất là ngon anh em ơi. Thế nó mới ảo chứ. Và gặp luôn công này một cái firm bài Pháp sư đi chung với tiên linh gần như là full 2 sao. Với cái quả Galio kia 2 tiền 2 sao. Ôi, đừng có thua nha. Oh my god, vừa mới khoe xong một chủ thắng 5 trận và gặp luôn cái ông này bung hết tiền luôn ở level 6 anh em ơi. Có firm bài này là quá mạnh luôn ở tầm này rồi đó, đồ chuẩn đó mọi người. Mất luôn cái chủ thắng của tôi rồi, nhưng mà làm sao anh em ơi, để cùng thử xem cái lõ thứ hai nào. Wow, một cái lõ kim cương anh em nhờ. Để mình roll thử xem sao nha. Quà rèn bất ngờ bỏ này nha. Vật thể bất động, tuyển nhân sự hả? Nếu như mà ngon nhất anh em à, là tuyển nhân sự á, chắc là lấy luôn nha. Nó cho mình thêm được một cái slot tướng, và cái quan trọng nhất á, được cộng thêm một cái Neko cỡ lớn nha. Tại vì ở trong trận đấu ngày hôm nay thì mình cũng đang muốn làm một cái firm bài meta tướng 4 tiền carry, đang được tăng sức mạnh rất là nhiều luôn anh em ơi, ở trong cái phiên bản mới nha. Đó chính là bài Virus Carry. Và chắc chắn rồi, cái con Virus này là một cái vị tướng 4 tiền carry đang rất là hot, rất là mạnh luôn ở trong cái phiên bản này. Nên tất nhiên rồi nó sẽ có ít nhất là từ 2 tới 3 cái firm bài meta khác nhau nha mọi người. Hiện tại cái firm bài của mình đang muốn làm ở trong ngày hôm nay á, là con Virus này carry đi chung với băng hỏa nha mọi người ơi. Vừa có băng giá nha, vừa có hỏa luôn anh em à. Và chắc chắn rồi á, nó sẽ kẹp đi chung với pháo thủ cũng như là cả hóa hình luôn anh em nha. Ông này là một cái firm bài rồi, bảo hộ các kiểu gần như là full 2 sao anh em ơi. Cũng xém thua luôn chứ bộ, nhưng mà thắng được. Let's go. Và khi mọi người chưa có firm bài tướng 4 tiền như này á, anh em chỉ cần quan tâm cho mình hai điều thôi nha. Thứ nhất á, anh em phải đép được máu, tích được tiền và ít nhất là lên tầm level 8. Còn nếu mà level tối ưu nhất á, để mình cho mấy cái firm bài 4 tiền này, đó chính là level 9 nha. Nhưng mà thôi, level 8 là cũng ok rồi. Thứ hai á, là mọi người phải roll được cái firm bài này nó gần như là full 2 sao. Mang tướng khác á, thì không có cần 2 sao cũng được. Nhưng mà riêng và tướng carry chính cũng như là tướng tăng cơ á nha mọi người, thì anh em cần phải là 2 sao nha. Mà không có cần phải trang bị chuẩn đâu, anh em trang bị đẹp đẹp một chút mà xài được là ok rồi. Kiểu như là con Virus carry á, thì mọi người chỉ cần lắp cho nó những cái trang bị có sát thương vật lý, có tốc đánh một chút, và có, nếu như mà được á, thì thêm một chút hồn mana nữa. Nhưng mà hồn mana thì tùy người anh em ơi. Thì những cái trang bị mà mình thấy là ok nhất cho nó, có thể kể tới như là cuồng đao nè, cung xanh nè, vô cực kiếm nè, xô dinh nè. Đấy, kiểu vậy nha mọi người ơi, là những cái trang bị siêu ngon luôn á. Nhưng mà cái combo bay trang bị đẹp nhất và chuẩn nhất khi mà chơi Virus đó, nếu như mọi người có thể có được những cái lõi mà vẽ trang bị như là hộp quà Pandora nè, hoặc là vài mấy cái cổng mà đại tiệc trang bị, hoặc là mọi người fit máu đi chợ trước các kiểu á, thì ba cái combo trang bị đẹp nhất và chuẩn nhất khi mà chơi Virus đó là cuồng đao, vô cực kiếm cũng như là cung xanh anh em nha, là bao đẹp luôn rồi đó. Rồi có Virus nha, có Virus cầm luôn một cái gậy anh em nha. Trời ơi, cái hàng ngon như vậy thì phải mất là chắc chắn luôn rồi đó, chịu rồi. Thôi mình lấy cái cung gỗ đi mọi người ơi. Tại vì nếu như mà không lắp được cuồng đao, hoặc là nếu mà có dư cung gỗ nha, thì mình sẽ lắp được những cái trang bị khác như là gì khổng lồ nữa anh em nhé. Nói chung là xài vẫn ok đấy. Mà cứ lắp trước cung xanh cái đã.
Cái con Varus này tính ra cái combo trang bị của nó thì nó cần rất là nhiều cung gỗ luôn anh em à. Có cuồng đao nè, có cung xanh nè, có gì khổng lồ các kiểu nè. Nói chung là đi chợ anh em cứ cố gắng ưu tiên lấy cho mình là cung gỗ, gậy và kiếm nha, là ok nhất á. Và chắc chắn rồi nha mọi người, trước khi mà mình làm VD Meta á, là mình cũng sẽ để một cái link đồ hình chuẩn ở phía dưới cái phần bình luận để game nha, để cho mọi người cùng xem qua tham khảo nha. Gặp luôn công này, một cái phơm bài hó hình đi chung với kỳ quái mọi người ơi, với Nila 2 sao. Ui ôi, cũng là kỳ quái với nhau mà. Tại sao có con Nila của các ông kia combo trang bị ác thế nhờ? Ma phai của mình nó còn hút nó bị hụt đi chứ anh em. Thắng sao nổi đây, nó thật luôn với mọi người á. Thắng sao nổi. Nhìn cái quả Nila như thế kia. Trời ơi. Rồi ổng còn đang có thêm được một cái lõi tướng kỳ quái, lộn, tướng triệu hồi của kỳ quái anh em ơi, được cầm thêm trang bị nữa. Thì chịu ai. Và tất nhiên rồi nha mọi người ơi, khi mà mình làm video meta á, là mình cũng sẽ hạn chế nhất cái việc mà lấy thêm ấn, thì vàng hoặc là biến hệ, để cho mọi người tham khảo cái lên độ hình chuẩn ở phía dưới á, một cách ok nhất nha. Mình đang muốn là cái phơm bài của mình đang chơi nè, nó sẽ giống và chuẩn với cái lên độ hình của mình đưa ra á, để cho mọi người tham khảo cho nó dễ nha. Rồi mình cũng level 6 anh em ơi, lên chiêu chiêu level 8 là được rồi. Với cái lượng máu hiện tại của mình đang có thì bây giờ nó mà thu liên tục luôn á, phích máu liên tục luôn á nha, để mà lên được level 8 á thì mình nghĩ là vẫn là dư xăng thoải mái anh em ơi. Tại vì năm kỳ quái như này, nếu như mà không thắng được á, thua á nha, thì nó vẫn sẽ thua rất là ít, thua có 1-2 con thôi thì chấp nhận được anh em, thua đẹp mà. Ủa lên, nếu mà thắng được thì vẫn tốt anh em ơi, nếu mà thắng được thì vẫn tốt thôi. Và mọi người đừng quên nha, hiện tại cái phiên bản của mình đang chơi là cái phiên bản mới nhất luôn á nha, là vừa được cập nhật hồi sáng ngày hôm nay, sáng ngày hôm qua đó mọi người ơi. Nói chung là khi mà mình làm video meta, nó sẽ luôn luôn là những cái phiên bản mới nhất và được cập nhật hàng ngày luôn. Mình đăng meta hàng ngày luôn ở trên kênh mình đó, nên mọi người nào muốn theo dõi thêm á, anh em hãy cứ lên kênh của mình, bấm vào ngay cái phần video mới nhất là mọi người sẽ thấy nha. Ở trên cái phơm bài này á, thì tướng carry chính chắc chắn rồi, đó chính là con Varus. Còn tướng tăng cơ chính á, là con Nyzot cũng như là con Siwan nha mọi người. Hai cái vị tướng 4 tiền của cái tộc hệ hóa hình và tướng 3 tiền tộc hệ hóa hình luôn á, nó là liên kết với nhau giữa băng và hỏa đó. Con Siwan là băng giá, con Nyzot là hỏa anh em ơi, và mình kết hợp đi chung với con Hawaii và con Varus luôn, thì hai cái vị tướng này nó cũng là cái cầu nối giữa cái tộc hệ băng hỏa. Khi mà Hawaii băng giá có tộc hệ pháo thủ, Varus là hỏa tộc hệ pháo thủ nha, thì cái combo này kết hợp đi chung với nhau á, nó sẽ tạo ra một cái đội hình Varus Close Up anh em nha. Varus Close Up thì nghe nó hơi tấu hài chút, thì mình cứ kêu là Varus băng hỏa đi anh em ơi, nhìn nó nghe nó ngầu điên hơn mà đúng không. Còn có một cái phơm bài khác nữa nha mọi người, và con Varus này thì mình bật mí luôn cho mọi người, đó chính là Varus hóa hình đi chung với pháo thủ nha. Thì cái phơm đó nó sẽ là đơn giản hơn cái phơm này rất là nhiều, nhưng mà muốn build được á, nó cũng ngang ngửa cái phơm bài này thôi anh em ơi. Nói chung là tùy vào tướng mọi người roll được khi mà lên level 8 để mà triển khai cái phơm bài nó khác nhau nha. Giả bộ mọi người đã có sẵn cái con Hawaii 2, mọi người có sẵn cái con Siwan 2 á, thì cái việc chỉ cần roll kiếm Varus và con Nyzot anh em bỏ vào á, thì đã kích được một cái phơm bài đẹp rồi. Còn nếu như mọi người đã chơi một cái phơm bài kỳ quái sẵn đầu game như mình nè, xong rồi lên kết hợp đi chung với một chút hóa hình nữa, xong rồi thêm Varus pháo thủ vào thì nó là quá đẹp tuyệt vời luôn đúng không? Đấy, kiểu vậy, nó tùy thôi anh em ơi, tùy cái độ hình của mọi người chơi thôi. Lõi thứ ba là một lôi bạc hả? Xúc sắc vô tận cấp cứu chiến trường và dìu dắt hả? Lấy luôn cái xúc sắc vô tận đi mọi người. Được thêm 9 lượt đổ lại miễn phí và không có thời hạn nha, mọi người thích xài lúc nào xài. Nhưng mà mình là level 8 rồi anh em ơi, tỷ lệ roll tướng 4 tiền á là 20% rồi. Và khi mọi người chưa có phơm bài 4 tiền á, thì level 8 này là một cái cấp độ nó gần như là hoàn hảo luôn á, để mọi người roll kiếm tướng carry nha. Còn level 9 vẫn là ok nhất. Mà roll tướng để mà đép máu, để mà cái chủ thắng top 1 được á, thì level 8 là ok nhất rồi. Họ đổ đồ luôn anh em ơi. Trận này nó cũng khá là ảo nha, khi mà đánh quái không rớt được một cái gậy, không rớt được một cái kiếm bf luôn, what the fuck. Anh em thấy ảo không? Không có một cái kiếm bf, không có một cái gậy luôn. Chơi bời gì nữa trời ơi.
bắn nó được không ta? Ông này chính là cái ông đầu game phá cái chuỗi thắng 5 trận của tôi anh em ơi. Liệu bây giờ tôi đang có được một cái chuỗi thắng 2 trận và chắc chắn thua luôn mà, cứ gặp cái ông này là thua thôi. Khó hiểu thiệt sự luôn á chứ. Thua luôn mà. Ok em sao anh em ơi, còn 6 cái lượt đổi lại miễn phí nha. Ủa virus đâu rồi? Sao mà toàn ra toàn Kalista, Rakan rồi mấy con tướng bảo hộ không vậy anh em? Có một cái này, có bạch, có Kalista, Rakan luôn rồi. Mình mà chơi cái form bài bảo hộ tiên linh Kalista liên hoàn carry thì đúng là đúng bài luôn á anh em. Đúng bài luôn á chứ, toàn ra bảo hộ không anh em ơi, còn hỏa đâu? Hỏa đâu? Vách cái này chịu anh em ơi. Toàn ra bảo hộ tiên linh học giả không à. Mình thì đang cần phá thủ đi chung với hỏa băng giác kiểu. Rồi nó không ra. Ui, hôm nay FK hả? Bù thế. Mà mình cũng còn nhiều máu anh em ơi, cũng thoải mái. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, góp ý hoặc là ý tưởng nào muốn mình làm thêm á, anh em bên đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Nói chung thì tất cả ý tưởng bình luận của mọi người, từ khen, chê hay là góp ý á, thì mình đều đọc được hết. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình lọc và phát triển hơn ở trong tương lai nha mọi người. Chung là cũng cảm ơn anh em rất là nhiều, tại vì nhờ có anh em thì mình mới được có như ngày hôm nay. Nên chắc chắn rồi, mình không bao giờ muốn cái kênh của mình nó đi xuống cả. Mình luôn luôn đặt tâm huyết vào từng cái video của mình đăng lên, thật sự luôn với mọi người, chia sẻ thật lòng là như vậy. Rồi, cái Simonder anh em ơi. Simonder chưa? Cầm một luôn một cái kiếm bf. Trời ơi. Simonder hay là Simonder đây? Simon đúng không? Đọc thấy nó hơi sai sai như này thôi. Ok em sao anh em ơi, có Simonder nè. Đấy, lắp luôn cho nó một cái vô cực kiếm nha. Độ xúc sắc cơ, một chút may rủi đi mọi người ơi. Nice. 4 tiền lời được 2 tiền anh em. Hờ quay 2 sao nhưng mà tôi cần cái con virus lẹ lên. Xem 2 sao. Olap luôn anh em ơi, bỏ vào kích luôn cái hệ thợ săn và cái hệ băng giá nha. Virus không ra, Nazus không ra. Holy shit. Chịu anh em nha, run đúng xui. Cổ lên. Virus tầm này đồ nó cũng đẹp rồi đấy, nhưng mà chưa có một chưa có 2 sao thôi. Úi xồi, nhức cái nách liền rồi chứ. Chết bài sơ hoàng tí này mời. Ông top 1 với lại là công top 2 này đang khá là nhiều luôn á nha. Rồi. Cục hỏa này mọi người đừng quên nha. Nó là tăng sức mạnh cho cả toàn bộ đội hình luôn á. Nó tăng tốc đánh đó mọi người, khá là ngon. Trận sau là có thể gặp được cái ông top 4, top 1, 7 hoặc là top 6 hả? Úi xồi, ông này Rakan 2 luôn rồi hả? Level 7 hơn 50 tiền anh em mà. Ủa? Trời ơi, gì mà thua kìa anh em. Mất luôn cái chủ thắng 3 trận trước khi mà qua ra quái mà nó cay chua. Trời ơi. Ui, ông top 1 chủ thắng, ông top 3 cũng là chủ thắng luôn. Học giả cắt ma carry đi chung với bảo hộ cái bài vô công tăng cơ kìa, ác nhờ. Ước gì nó ra cho mình được một cái gậy anh em ơi. Một cái gậy thôi, Bli. Quái trời mảnh đồ luôn nè, và đó sao là. Ây da. Không có gậy là cũng hơi mệt luôn á nha. Không có gậy thật luôn anh em ơi. Oh my god. Không có gậy à, bây giờ lắp cái dao điện nhìn nó hơi ngố tàu một tí anh em à.
nhìn thật sự là lắp virus mà lắp giao điện nhìn nó hơi ngố đó. Cung xanh thì mình có rồi, nane rồi, chắc chắn là không được luôn rồi này. Nhưng mà đây sẽ là một cái trang bị tăng khá là tốt. Chắc là lấy luôn một cái đai lưng đi, lắp cho nó tạm một cái nanh đi anh em ơi. Thật sự là bây giờ hết đồ luôn rồi, hết đồ luôn anh em. Đánh quái từ đầu game mới tận bây giờ không được một cái gậy. À ông này virus 2 sao hả? Thắng được không trời? Nếu mà thắng được là có thể anh em ơi, là mình sẽ có được virus 2 đó. Ui rồi, ông này roll ảo đấy, mình cũng level 8, ông này cũng level 8 mà ông lên được virus 2, virus 2 luôn nè, ngon vậy. Tăng 8 cho tàn, út ngon, bú. Bú anh em ơi, ngon lành. Kiếm virus 2 sao khó nha, tại vì trận này cũng có nhiều người chơi chung anh em ơi. Không nổi một con Nezus hay là một con virus luôn rồi, mình đang có sẵn luôn một cái Neko nè, Olaf thì có đó. Olaf 2 luôn nè, có virus anh em ơi, Neko đấy. Ui sổ, lên được. Trận này thì hơi bị căng anh em ơi, tại vì tướng roll nó hơi khó, với lại là đồ nó cũng không phải là quá đẹp nữa. Được là đồ tăng đẹp nha, đồ tăng Nezus cầm thì nó cũng gọi là ok đấy. Ông này là pháp sư, đi chung với Nami, Seraphine các kiểu. Nhưng mà đã là virus 2 sao thì nó bắn cho cũng nhức cái nách luôn đó nha. Úi xồi, không ai ăn được cái ông này à. Ông còn đúng 2 máu thôi mà ta. Cho ông đi sớm luôn là mình sẽ có được mấy anh tướng 4 tiền 2 sao của mình đang cần á anh em. Trời ơi, lụm lửa liền. Hiện tại là mình cũng đang còn khá những cái bài meta mới mà mình chưa có đăng anh em ơi. Mọi người nào muốn theo dõi thêm á anh em hãy cứ follow kênh mình cũng như là vào các phần video mới nhất ở trên kênh BuildCG chat mỗi ngày nha. Tại vì mình đang còn những cái bài như là virus hồi nãy mình đã kể đó, virus đi chung với hóa hình phá thủ nè, Zoe Carry nè, rồi mấy cái bài tướng 1 tiền hoặc là tướng 4 tiền mà được tăng sức mạnh ở trong phiên bản mới nhất này. Đấy, tại vì mỗi phiên bản á thì chắc chắn rồi nó sẽ xuất hiện ra những cái form bài nó rất là dị mà nó hiệu quả khi mà leo rank nha. Cổ lên, ông này chính là công mà mất cái chuỗi thắng của tôi nè, bay trận nè, nhưng mà trả thù liền anh em. Trả thù liền anh em ơi, Nezus 2 sao, Olaf 2 sao với lại là Virus 2 sao thì nó phải khác chứ. Thì nó phải khác anh em ơi. Mình vẫn còn cơ hội có được combo trang bị chuẩn cho con Virus nha, tại vì sao mình vẫn đang còn được một cái tách đồ anh em ơi. Ê, có cuồng đao nha. Có cuồng đao nha mọi người ơi. Mình còn tách đồ anh em ơi. Ok, lấy được rồi. Có tách đồ, đổi được đồ anh em ơi, thoải mái. Rồi, chuyển đồ lại luôn. Cái này thì chắc là cho đại con hơ quay cầm đâu mọi người. Đấy, virus đồ này là đẹp lắm á anh em. Đẹp lắm á nha. Còn nếu như mọi người không có thì lắp Sojin cũng được, lắp gì khổng lồ, lắp nhưng mà mình nghĩ là hiếp kiếm thì không cần. Bàn tay thì ok, bàn tay nó hút máu với lại là sát thương kỹ năng các kiểu thì cũng được. Rồi gặp lại công này, mình cũng làm một cái form bài không phải là dạng vừa rồi nha. Ông này là hóa hình pháo thủ đi chung với rồng, ba rồng luôn anh em à. Nezus ông này thì 2 stand nhưng mà chưa có trang bị tăng á, tại vì ổng có trang bị đam nhiều quá anh em. Nhưng mà virus gông. Nãy xưa. Ông này cũng là gần level 9 luôn rồi đó, tại vì ổng đang có được một cái chuỗi thắng khá là dài, cũng hơi bị giàu. Ôi xồi, thắng được anh em ơi, hên thế. Và nếu như mọi người chưa biết á, bây giờ chỉ với vài cành thôi thì anh em đã có thể sở hữu được những cái con bét tím mới rất là xịn sò con bò luôn á, như là con Z tử thần không gian nè, con Mid Fortune thoại chỉ huy, hoặc là con bét tím mới vừa mới được cập nhật sáng ngày hôm nay luôn anh em ơi, đó chính là con Blitz Crank. Mở bên nhau bạn nhé. Còn nếu như mọi người hên hơn nữa nha
thì có thể có được luôn cái con G-Wen hàng hiệu nha, với cái mức giá vài cành anh em ơi. Tại vì sao? Mình đang có sẵn luôn là nick có luôn 500 kỷ vật nha, có vài cành à, để cho mọi người săn mấy con bé tím mới đó nha. Nhưng mà cái quan trọng là cực kỳ rẻ, cũng như là anh em có thể thỏa sức đam mê săn bé tím của mình. Và nếu như mọi người muốn thử một chút thì mình có để cái Facebook, cái phở bò của mình ở phía dưới cái phần mô tả nha. Anh em cứ kéo xuống dưới, nhắn tin qua cho mình sẽ cố gắng mình tư vấn cho mọi người một cách sớm nhất có thể luôn đó nha. Cái 500 kỷ vật đó thì nếu như mọi người nạp bình thường vào phải là 200 cành, 200 cành mới có được 500 kỷ vật. Còn bây giờ mọi người chỉ có vài cành anh em thích thì quất về săn thôi. Còn nếu như anh em nào mà không có tự tin về nhân phẩm của anh em thì anh em đừng lo, bọn mình có luôn là nick có bét tím sẵn nha, cho mọi người quất phát về chơi luôn. Và đây là mức giá sinh viên nha, ai cũng mua được cả, rất là rẻ anh em ơi. Như là con giết tử thần không gian nè. Còn nếu như mọi người mà muốn có cân bồ xịn hơn á thì giết tử thần không gian kết hợp đi chung với chiến lực riêng luôn anh em ơi, bao đẹp bao ngầu. Commit Fortune, Thọ Chi Huy, Fru Học Viện, Cái Xe Long Nữ. Hoặc nếu như mọi người muốn mấy cái nick mà nó có viết bờ rồ hơn nữa thì đó là G-Wen hàng hiệu, hoặc là kể Gia Xu hàng hiệu luôn á nha. Anh em hãy cứ nhắn tin qua Facebook cho mình, kéo xuống dưới các phần mô tả nha mọi người. Rồi anh em nha, mình level 9 luôn rồi nè, với một cái firm bài 4 hỏa và 5 băng giá rồi nha. Với con Dana này tướng 5 tiền 2 sao luôn rồi nha mọi người. Và mình đang chịu hồi thêm một cái bùi chú á, là con rồng này 4k máu. Rồng 4k máu anh em nha. Ông này đang chơi một cái form bài Ari tướng 2 tiền, cũng mạnh phớt đấy anh em ơi. Nhưng mà khi mà đã có một cái form bài 4 tiền Exodia kết hợp với những cái vị tướng 4 tiền và 5 tiền 2 sao khác á, thì mang tướng 2 tiền này nó chỉ là cỏ rác thôi mọi người ơi. Thật sự tướng 1 tiền 2 tiền á, nó sẽ mạnh nhất ở tầm đầu game giữa game. Và khi mọi người đã xác định chưa có firm bài tướng 1 tiền 2 tiền á, thì nó chỉ giúp cho mọi người tỷ lệ lọt top cao thôi nha. Còn nếu như mọi người mà muốn top 1 được nó dễ dàng nhất á, thì vẫn ưu tiên hơn cái firm bài tướng 4 tiền hoặc là 5 tiền carry. Cái con Ari carry đó nha mọi người, nó cũng rất là bé luôn á nha, rất là mạnh ấy. Mình có làm một cái firm bài meta về nó luôn rồi đó, mọi người có thể xem thêm trên kênh của mình nha. Bài Ari đi chung học dễ với lại là ẩn chính á, cũng mạnh phết đấy. Hôm nay có firm bài phù thủy pháp sư, ui ôi Serat 2 sao cầm đồ chuẩn pháp sư luôn kìa anh em ơi. Nami 2 sao luôn kìa. Varus gông. Ua. Serat full cái máu và rất đúng gần một lần anh em là bay màu luôn mà. Gớm chưa? Rồi và đó sẽ là một cái pha solo 1v1 giữa mình với lại là cái firm bài ông kia Ari pháp sư. Ơ nhồn nhầm anh em. Ari học dễ anh em ơi, Ari học dễ đi chung với ẩn chính. Xin lỗi mọi người nha, mình hơi bị lú với con Ari pháp sư. Ari nó cũng mạnh phết đấy. Ông kia có quả Serat pháp sư nhìn cũng ok phết nhờ. Mình cũng đang tính làm thử anh em ơi, tại vì các pháp sư ở trong cái mùa này nó gọi là sẽ xài kỹ năng hai lần liên tục, cũng có nhiều content mới đấy, có nhiều content mà liên quan tới cái ông pháp sư đó. Ôi ông này độ hình Wukong 3 luôn rồi, gớm chưa? Wukong 3, Ari 3, Bạch 3, Zoe 3. Phát cái đấy. Mắc binh phết đấy. Nhưng mà Varus có cung xanh nha mọi người, đã bắn xuyên mấy này được, thoải mái luôn. Varus gồng Naisu. Ơ, vẫn chưa thắng à. Thắng có 2-3 con anh em, không có đủ máu đó mà dứt điểm luôn. Đây là cái lý do mình tại sao mình gọi cái firm bài là cái firm bài Varus Closet, tại vì nó là sự kết hợp giữa băng và lửa. 5 băng giá và là 4 hỏa nữa nha. Nếu như mọi người có thêm được một cái ấn hỏa nữa thì lắp luôn cho mình là 5 hỏa là đúng là bái cháy luôn á. Ui, Olaf trong đâm ra đồ đẹp phết vậy. Ok, lấy thêm một cái bùi chú combat nữa nha mọi người, cho chắc chắn thắng luôn, không có kéo dài trận đấu này nữa. Ông này Ron xui nhờ, mặc dù là Ron full 2 sao nhưng mà cái con cắt ma nó cầm 3 đồ kia thì Ron nãy giờ chưa có lên được 2 sao. Chỗ đàn này 2 sao nó random ra đồ ác chưa? À,
chua này em ơi, đồ bao chuẩn luôn mà đó chắc chắn sẽ là một cái trận đấu top 1 luôn rồi đó. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Bye bye.